Hai thượng nghị sĩ Thái Lan tuyên bố không ủng hộ Pita Limjaroenrat, ứng viên thắng trong cuộc tổng tuyển cử, do thái độ của ông với chế độ quân chủ. Nếu ông Pita được đề cử vào ghế thủ tướng, tôi sẽ bỏ phiếu chống, bởi tôi phải bảo vệ hiến pháp và lời tuyên thệ của mình, thượng nghị sĩ Thái Lan Jade Insawang hôm 15 tháng 5 tuyên bố. Theo Jade, khi tuyên thệ nhậm chức, ông đã cam kết trung thành với hiến pháp hiện nay, trong đó có yêu cầu bảo vệ chế độ quân chủ lập hiến. Ông Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, lãnh đạo đảng Move Forward, đang là ứng viên hàng đầu cho ghế thủ tướng Thái Lan, sau khi tuyên bố chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử. Đảng của ông xếp ở vị trí thứ nhất với 152 ghế hạ viện, tiếp theo là đảng Phêu Thai với 141 ghế. Pita đã tuyên bố lập liên minh với Phêu Thai và một số đảng nhỏ khác để nắm quyền. Tuy nhiên, liên minh của ông Pita hiện nắm giữ 309 ghế tại hạ viện, chưa đủ tối thiểu 376 phiếu trong lưỡng viện quốc hội để trở thành thủ tướng mới. Nếu không lôi kéo thêm được các đảng nhỏ vào liên minh, ông Pita sẽ phải thuyết phục được ít nhất 67 thượng nghị sĩ, vốn do chính quyền quân sự bổ nhiệm, ủng hộ mình. Trong giai đoạn tranh cử, đảng Move Forward và ông Pita đã thông báo ý định bãi bỏ điều 112 trong bộ luật hình sự, quy định người phạm tội khi quân vì phỉ báng, lăng mạ hoặc đe dọa vua, hoàng hậu, người thừa kế, hoặc quan nhiếp chính sẽ bị phạt tù từ 3 tới 15 năm. Thượng nghị sĩ Jade cho rằng động thái như vậy sẽ làm mất uy tín của thể chế quân chủ và là điều không chấp nhận được. Thượng nghị sĩ Kittisak Ratanawaraha, một trong 250 thành viên tại Thượng viện, cũng nói rằng ứng viên cho vị trí Thủ tướng Thái Lan phải là người trung thành với đất nước, tôn giáo và quốc vương. Theo ông Ratanawaraha, các thượng nghị sĩ Thái Lan sẽ xem xét các tác động tiềm tàng tới đất nước trước khi đưa ra quyết định về chọn thủ tướng. Ông Ratanawaraha nói thêm 250 thượng nghị sĩ Thái Lan hầu hết đều thể hiện sự nhất trí trong các cuộc bỏ phiếu chọn thủ tướng trước đây. Sau cuộc bỏ phiếu cuối tuần qua, Lưỡng viện Quốc hội Thái Lan sẽ nhóm họp vào tháng 7, trong đó 500 hạ nghị sĩ và 250 thượng nghị sĩ bỏ phiếu bầu thủ tướng. Ứng viên sẽ phải nhận được số phiếu quá bán trong cuộc họp để trở thành tân thủ tướng và thành lập chính phủ mới của Thái Lan.